thử ớt. Heo quay bánh mì. Đó, hai ổ bánh mì. 30 rồi. Đậu đậu nha. Đậu. Ủa giữ lại giờ của hoài. Ờ. Bán hôm nay ngày mai đi Mỹ hả? Mấy bữa năm này tới rồi. Chào quý cô chú anh chị và các bạn đã đến với video tiếp theo của cuộc sống Sài Gòn TV nha. Đầu tiên thì cảm ơn anh Dũng Phạm nha. Đó, gửi quà về cho các chị em nè. Có không? Có. Đâu? Em chưa thấy à. Hỏi chị Mai. Mẹ gửi quà cho là gửi cho mẹ. À. Không, gửi cho chị em luôn á. Có đâu? Thiệt, chị Mai mới sáng mới gọi. À. Nó nhỏ thôi. Đủ ba người nghe không? Dạ. Trời ơi, bữa nay có dạ, bữa nay có chị ấy chị bán bưởi đồ bên cạnh nói là đưa mấy chị em qua Mỹ luôn cho có chồng. Kỳ lạ vậy. Sao mà tại đây đối đối thầu với bà Hòa. Đối thầu. Bây giờ sẽ cắm chạy. Đấy mà ghét đó. Đưa qua Iraq được không? Một ký à? Ký luôn. Ồ, sách mua một ký nè. Tâm đóng chung lạc trưởng cho Tâm. Dạ. Lấy cho. Để nói ra bà mày lạc trưởng cho con đây lạc trưởng lên. Đó, đợi tôi lấy ra. 320, 350. 320, 350. Một ký này em lấy cho con. À, một ký luôn hả?
bánh mì heo quay, heo quay bánh mì, địa chỉ là 189 Phạm Văn Tứ, phường 4, quận 6. Dũng Phạm tặng heo quay cho anh nè. Tặng gì Mai? Tặng chị Tâm, tặng chị chị Nghe, anh Hiệp Vlog, Lily. Ở đây tôi bán heo quay. Bán cái khác đây. Tặng cô la đi. Tặng cô la đi. Anh Dũng Phạm kìa. Không có suy cu la. Cảm ơn anh Dũng Phạm nha. Chúc anh cũng như là gia đình đón năm mới vạn sự như ý nha. Nói chơi thôi nha mọi người. Lâu lâu chọc có vui nữa. Anh Dũng Phạm á, anh tặng quà bánh mì đồ cho bà con nghèo á, rất là nhiều luôn á cô chú, rất là nhiều luôn. Em cũng đi tặng quà, giống như là đi hỗ trợ tặng quà cho anh á, rất là nhiều chỗ. Nên là anh ở bên Mỹ á. Anh tặng nghe ngũ bánh mì nè, rồi tặng gạo nè cho bà con ở chùa đó. Rồi cho nói chung là rất nhiều hoàn cảnh khó khăn ở tại Sài Gòn. Chà không Lily? Dạ. Chà cà. Quá trời. Để chú có mở mở chị coi nè. Vậy là có chặt không? Đem về cho cô chờ tự chặt. Miếng bự mình đang hấp dẫn.
có cô chú thì thích hơi nhỏ thôi. Sắp đồ Tết chưa chị Tâm? Dạ chưa anh ơi. Lê Lê thì sắp đồ Tết chưa? Lê Lê chưa? Sắp đồ Tết đâu? Đâu sắp đồ Tết đâu? Có đi đâu đồ sắp? Quay heo quay của dì Kim Mai buổi sáng đó cô chú, những ngày cận Tết. Có một anh khách nước ngoài ở bên bên Tây Ban Nha nè, ở đâu á, thích coi Lily lắm, comment quá trời comment bài cái gì anh, comment khen heo quay giỏi người đẹp chặt heo quay, sáng ngủ dậy coi chặt heo quay ở Việt Nam. Ủa, comment đó là tiếng gì? Tiếng Tây Ban Nha. À, sao anh biết? Tiếng Tây Ban Nha là tiếng Bồ Đào Nha rồi đó. Dịch đó hả? Đó. Hay quá anh. Nghĩa là chị Tâm video nào chị Tâm cũng có coi rồi. Có chị Nga. Chị Nga mấy bữa nay chị Nga không lên xong thấy hả chị Nga cũng coi đó hả? Chị Nga có coi không? Có hả? Ai bình luận gì nó biết hết trơn mà biết hả? Sao không thấy nhờ như vậy 15 sao mấy chị này nhiều khi coi được mà em không coi được ta? Sao coi không được? Không biết lên đến cuộc sống Sài Gòn TV là ra thôi. TikTok, YouTube luôn. TikTok. TikTok Lily chặt theo quay cô chú xem nhiều lắm. Đúng rồi, nhưng mà trên đó là chỉ quay quay giới thiệu sản phẩm thôi. Chứ không có không có nghe tiếng hả? Có tiếng. Nhưng mà không có kiểu như là không có quảng cáo á. Clip dài không? Clip dài, clip ngắn là tùy mình nấy thôi. Giống như YouTube bây giờ có clip short á, bà con coi nó sẽ thuận tiện. Dạ có. Thấy không? 15. Chị ơi, chị qua đây. 15. Tiết Tây vui không ạ? Về mới vui hả chứ. Ủa
nhiều que anh tích tay là anh có anh tích nhiều que là vui hả? Rồi tới âm lịch là có gì tiếp không? Về để cho nôn nao. Đó chứ. Nói về cho nó nôn nao nè. Về quê mà không vui nữa mới lạ đó. Đó. Em mùng 2 mới về. Chiều mùng 2. Mùng 3 lên lại. Rồi. Về dưới tới mấy đứa nhỏ đi học rồi lên. Lại được có mấy ngày cho mấy bé ở dưới chơi á. Ủa quê, quê anh Tiền Giang hả? Quê vợ. Quê vợ hả? À. Còn ổng Mỹ Tho phải không? Quê anh Mỹ Tho hả? Cần Thơ. Vĩnh Long hả? Cầu Mỹ Tho quá. À. Cầu Cần Thơ á. Khi nào có dịp về tên anh chơi anh. Thấy ổng ơi, bờ đen này đẹp lắm nha. Núi Bà Đen cái này, núi Bà Đen điểm du lịch của gọi là điểm du lịch nóc nhà của Nam Bộ đó, khách du lịch quá trời. Bữa nay chị Tâm hết bán lợp xưởng luôn à? Có nè, mới vừa nói nhắc nhắc nha. Linh lắm anh ơi. Thấy không để ở đây là. Ở đây là tâm linh lắm anh nha. Rất là to đó. Chuyện tâm linh luôn. Chị Nga mấy bữa nay ngại lên sóng đúng không? Thấy tới một cái là chị Nga gì? Chị nghe xem clip là ủa chị nè chị đứng nè mà tướng chị á ngồi ra lấy con rồi đứng bên đó tướng rồi nghĩ sao vậy em biết hả? À chị đi làm vì chị đi làm nghỉ tết rồi. Ủa đang nghỉ tết đó hả? Ủa xưởng mới đâu làm đâu con trời ơi chắc mười ký nè chắc 10 ký nè. Lâu chọc chị Nga rồi cho vui. Có khán giả vô kêu nhiều chuyện. Đàn ông nhiều chuyện. Đâu, tại chuyện nhiều cho nên mình nói. Chuyện nhiều. Mình quay gì mai mình đâu có dám nói đâu. Thôi chứ. Quay ly ly với chị Tâm đồ, chị Nga rồi đó để chọc cho vui, giỡn cho vui chứ còn quay gì mai đâu dám giỡn. Dũng Phạm tặng heo quay cho chị. Dạ hả? Ai? À, ai trúng số? Chị Tâm hả? Hôm qua xếp đúng 30 triệu. Trời ơi, trúng số hoài ta. Về hâm lại là nóng liền anh hả? Hả? Cô chặt cây quay.